Mẹ mình đang cắt bắt con bà bồng nè, bà chằn nè, bà chằn để làm mồi bắt cá cho mũi ăn nha. Mồi đặt chân bắt cá, có còn con nào luôn mũi. Rồi mẹ bắt được ba con mũi ơi, đây ba con bà chằn đây nha các bạn ơi. Mẹ ơi, này sao nó đại nó lắm, cục đá quá vậy? Giống cục đất quá phải không? Dạ. Ừ, nó giống cục đất. Bà chằn. Mình lấy cây lên cho mẹ nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt cái con bà chằn này nha. Mình bỏ vào cái dây kẽm này nè. Đó. Mình cắt ra. Cắt nó lên chút xíu. Đây là cái mồi cá nó rất là thích nè. Mồi này mà cá bón dừa nó rất là mê luôn á. Đó. Đó, mình cắt chút xíu ra. Bỏ vô cái trong nha, mình quấn lại nha, cột lại đó. Mồi này là mồi cá nó mê luôn nè, nó mê lắm luôn đó mẹ. Đúng rồi, nó mê lắm luôn. Nó thích ăn nhất trên đời, nó mê giống như là mũi em mê ăn mì tôm vậy đó. Trời. Cá mà nó mê mồi này như mũi mà mê ăn mì tôm luôn vậy đó. Với ăn bánh tráng tay nữa. Đúng rồi, giống vậy đó. Đó, ok, rồi. Cột cái đầu dưới này nữa chứ, để mà cá nó vô cái nó rớt ra hết. Ông Bối ơi. À, vô cái cây này mẹ cột. Cột vô cái hai mẹ con mình đi đặt trong nha, nước đang lớn luôn á. Các bạn ơi, hôm nay hai mẹ con với muội sẽ làm thử cái clip mà mình sẽ sinh tồn trong mùa dịch như thế nào nha. Nó hồi là xuân cho bạn mua đâm đăng. Những ngày mà mình không đi chợ á, mình sẽ đi tự đi bắt cá, bắt tép. Con nặng hết. Ồ, đồ đã ghê chưa?
Nè, phê chưa, đã chưa? Mỗi đếm có mấy con cá rồi. Mỗi đếm có mấy con. Bắt được một con cá, có em bé. Thôi bỏ vô đó đi, bắt được chi đó. Dơ cái tay, bắt chi, đếm ăn, đếm thôi. Đã chưa? Ừ. Có lòng tông cũng vừa. Hết hồn. Đi, tiếp, đi, tiếp.